Chào các bác nhá. Ở đây hôm nay xin giới thiệu cụ thể cho các bác cái mẫu túi đeo hông chi tiết nhất, cái mẫu túi mới ra để các bác nắm được nhé. Cái chất liệu này là chất liệu vải bằng vải bố này, rất là dày, rất là chắc chắn này nhé. Về kết cấu ngăn ấy thì phía trước này là có hai ngăn phụ, mỗi ngăn này là đều có cái khóa. Đấy, khóa như này, gọi là kiểu cách cho nó đẹp nhé. Nhá. Đây các bác nhìn này, chất liệu vải hai lớp, đường may rất là chắc chắn nhé. Đấy, đây là hai ngăn phụ này. Kế tiếp sẽ là ngăn nhỏ có khóa kéo, thì đây là các bác sẽ để giấy tờ hoặc để tiền. Cái ngăn này cũng khá là sâu. Cái túi này các bác nhìn này, nó phải dài 20 phân, hơn 20 phân, rộng cũng hơn 20 phân nhé. Đây là cơ bản như vậy. Đây, ngăn này là ngăn đựng giấy tờ hoặc tiền nhé. Tiếp theo là cái ngăn chính, ngăn to nhất nhé. Khóa này là khóa bằng đồng này, dây khóa là có tay cầm này. Ngăn chính này diện tích rất là rộng. Đây thì các bác có thể để được loa điều khiển, để được phụ kiện, để được dò bẫy. Và trong cái ngăn này thì có một ngăn nhỏ nữa, ngăn nhỏ bí mật nữa nhé, để các bác cất cái đồ như giấy tờ hoặc là tiền găm ở đây. Trong cùng này thì có một ngăn vị trí bí mật đấy nhé, ngăn nhỏ này. Đó. Thế còn bên này ấy, thì sẽ có một cái ngăn, một cái khoang riêng để cho các bác để chai nước nhé. Cái này này là giúp cho các bác để chai nước này. Đấy, rất là vừa, chai nước 0,5 lít hoặc là 1 lít đều để được nhé. Và cái phần liên kết bên này ấy, thì có thêm cả cái khóa này nữa để cho tạo nên cái độ chắc chắn, độ khỏe nhé. Đấy, có khóa này bên này nữa nhé. Thì với cái mẫu này ấy, nó là gọi là mẫu túi đeo hông, thì có nghĩa là mình sẽ đeo trước bụng. Dây là dây thắt sang xa sau lưng nhé các bác nhé, dây thắt ra sau lưng. Đây này, cái dây này các bác nhìn, dây này rất là chắc chắn nhé, rất chắc chắn. Cái túi này thì sẽ có hai màu cho các bác lựa chọn, một là màu vàng như thế này, màu vàng sẫm như này, hai là cái màu rèn ri, màu rèn ri đốm nhạt như này nhé các bác nhé, màu rèn ri đốm nhạt như này, hai màu các bác lựa chọn. Đấy. Thì các bác nhìn này, dây nó rất là to, rất là chắc chắn. Cái khóa này cũng vậy, khóa này rất là vững nhá. Đấy. Cái này khả năng hỏng khóa là không có đâu. Thì các bác điều chỉnh cái dây đeo cho nó phù hợp với cái vòng eo bụng của mình nhé. Cái này thì bác nào cũng đeo được. Dây này nó cỡ điều chỉnh rất là rộng nhé. Đấy. Thì mình sẽ đeo vào bụng. Đây, cái này vẫn là rộng, tôi phải điều chỉnh nữa vào. Tại vì cái eo bụng của tôi nó hơi nhỏ nhé. Đấy, các bác điều chỉnh cái dây đeo này cho nó phù hợp nhé. Ai cũng đeo được nhé. Rồi, cái này mới còn rộng này. Các bác cứ điều chỉnh làm sao cho nó vừa với lại cái eo bụng của mình. Đây các bác nhìn thấy thực tế hình ảnh nhé. Là dây đeo rất là chắc chắn, chất liệu vải đẹp, dày dặn, không phải là hàng mong manh. Cái hàng này là hàng đẹp nhé, hàng đặt nhé. Thì các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với shop với cái mẫu túi nhé, đeo hông kiểu mới để cho các bác đi rừng, đi du lịch nhé. Các bác mua hàng thì chỉ cần đây vừa rồi nha các bác nhé. Các bác có thể đeo phía trước, đeo phía trước như này, hoặc là các bác đeo sang sau lưng. Sau lưng như này nhé. Đây, rất là tiện. Đây các bác thấy không? Anh em đi rừng này thì rất là gọn, rất tiện này. Cái vị trí này thì để chai nước này nhé. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với shop nhé. Giá của cái túi này là 200.000, 200.000 cho một túi, đã bao phí gửi về tới nhà cho các bác. Phí này là phí gửi chậm thôi nhá, gửi thường thôi. Còn các bác có muốn phí gửi nhanh thì sẽ phải hỗ trợ thêm một số. Thế đây là tôi làm cái clip ngắn để cho các bác thấy được cái chất liệu vải, cái quy cách của cái túi nó như thế nào nhá. Nó rất là dày dặn, hàng chắc chắn. Shop bán mặt hàng nào là thực tế mặt hàng đấy, anh em dùng được ok thì shop mới bán. Cái hàng nó mong manh quá thì bên số cũng không kinh doanh nhé, rất là chắc chắn. Rồi, xin cảm ơn các bác đã ủng hộ số trong thời gian qua nhé, mong nhận được sự ủng hộ của anh em nhiều hơn nữa dành cho các sản phẩm phụ kiện săn bẫy. Đây, hai mẫu, hai màu cho các bác lựa chọn. Khi các bác mà online hỏi hàng ở trên Zalo hoặc Facebook thì shop sẽ gửi cho các bác một cái hình ảnh cái túi nó có sẽ đủ hết các thông số cho các bác, chiều rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, dày bao nhiêu, đủ các số đo hết. Nhưng mà các bác hình dung ra là nó để được chai nước bên này này, ở cái khoang bên này thì rất là lớn, để được cả loa điều khiển nhé.
đeo vào trước bụng hoặc đeo vào sau lưng. Rồi các bác trước khi mua hàng thì mua đầu tìm hiểu kỹ video là sản phẩm nó có như thế này. Các bác ok đồng ý thì các bác đặt hàng mua nhá. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau.